Hôm nay VN Index sau trạng thái giằng co trên mức tham chiếu suốt nửa đầu phiên sáng đã giảm điểm trở lại. Tới phiên giao dịch buổi chiều, áp lực bán mạnh liên tục xuất hiện khiến cho chỉ số suy yếu và lao dốc cho đến khi kết phiên. Phần lớn áp lực đến từ nhóm VN30 với 18 mã giảm điểm, thanh khoản thị trường tăng nhẹ so với phiên giao dịch trước đó. Kết thúc phiên giao dịch, VN Index giảm 13,77 điểm, âm 1,09% về mức 1.245,32 điểm. HNX Index giảm 2,48 điểm, âm 1,03% về mức 237,59 điểm. Về mức độ ảnh hưởng, GVR, BID, HPG và FPT là những mã có tác động tiêu cực nhất khi lấy đi hơn 4,5 điểm của chỉ số. Ở chiều ngược lại thì EIB, VIC, VNM và SHB là những mã có ảnh hưởng tích cực nhất đến VN Index. Tuy nhiên, mức tăng không đáng kể, chỉ hơn 0,62 điểm. Ngành sản phẩm cao su có mức giảm mạnh nhất thị trường với âm 5,36%, chủ yếu đến từ mã DRC, âm 6,97% và CSM là âm 4,75%. Theo sau ngành nông lâm ngư và ngành sản xuất nhựa hóa chất với mức giảm lần lượt là 3,9% và 3,46%. Về giao dịch của khối ngoại, khối này tiếp tục bán ròng hơn 1.229 tỷ đồng trên sàn HOSE, tập trung tại các mã FPT 254,93 tỷ, TCB 181,74 tỷ, MWG 112,72 tỷ và VPB 126,81 tỷ.